Hey, bạn quê đâu vậy? Và ngôi nhà bạn như thế nào? Xin chào bạn, và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về một chủ đề, đó là nhà cửa trong tiếng Anh. Chúng ta bắt đầu ngay thôi nào. Từ vựng đầu tiên đó là căn hộ, và căn hộ trong tiếng Anh là gì bạn? Đó là apartment. Apartment. Các bạn thấy mình nhá. Apartment. Và trong âm từ part các bạn nha, thì ta nâng cao lên một chút. Apartment. Các bạn thấy mình nào? Apartment. Lần nữa nào? Apartment. Bây giờ ta muốn nói là cô ấy trả 20 đô la một tuần cho một căn hộ này, thì ta sẽ nói là she pays $20 a week for this apartment. She pays $20 a week for this apartment. Các bạn thấy mình nào? She pays $20 a week for this apartment. This apartment. Chúng ta đọc ngang nào. She pays $20 a week for this apartment. Từ vựng tiếp theo đó là nhà kho, và nhà kho tại ngày gì bạn? Đó là barn. Barn. Các bạn đã thấy mình nào? A barn. Barn. Bây giờ ta muốn đặt câu đó là họ sống trong một nhà kho đẹp của một ngôi nhà, thì trong tiếng Anh là gì? Đó là they live in a great barn of a house. They live in a great barn of a house. Các bạn đã thấy mình nào? They live. They live. Các bạn để yếm cuối âm V nhé. They live in a great barn. In a great barn of a house. Chúng ta đọc nhanh nào. They live in a great barn of a house. Từ vựng tiếp theo đó là tòa nhà căn hộ trong tiếng Anh là gì bạn? Đó là block of flats. Block of flats. Các bạn thấy mình nào? Of block of. Các bạn đi em cuối nhá, V này. Of block of a flats. Block of flats. Các bạn đã thấy mình nào? Block of flats. Bây giờ ta muốn nói là chúng tôi đang sống tại một ngôi nhà, tòa nhà căn hộ, thì ta sẽ nói là gì? We are living at the block of flats. We are living at the block of flats. Các bạn đã thấy mình nhá. We are living. Trong âm từ live chúng ta nhấn cao lên. Living. We are living at the block of flats. Đó là ngang nào. We are living at the block of flats. Tiếp theo đó là nhà gỗ một tầng, thì trong tiếng Anh là gì bạn? Đó là bungalow. Bungalow. Các bạn thấy mình nào? A bungalow. Và trong âm từ bang thì ta nhấn cao lên. Bungalow. Các bạn thấy mình nào? Bungalow. Bây giờ ta muốn nói là một ngôi nhà gỗ không có tầng trên, thì ta sẽ nói là a bungalow does not have an upstairs. A bungalow does not have an upstairs. Các bạn đã thấy mình nào? A bungalow does not have an upstairs. Đọc nhanh nhá. A bungalow does not have an upstairs. Từ vựng tiếp theo là lâu đài, và lâu đài chúng ta anh là gì bạn? Đó là castle. Castle. Các bạn thân mình nào? A castle. Castle. Trong âm từ cast các bạn nha, thì ta nâng cao lên một chút. Castle. Đọc thân mình nào? Castle. Bây giờ ta sẽ nhau đặt câu, đó là ngôi nhà người đàn ông đó chính là tòa lâu đài của anh ấy, thì ta sẽ nói là a man's house is his castle. A man's house is his castle. Các bạn đã thấy mình nào? A man's house. A man's house is his castle. Is his castle. Chúng ta làm nhanh nào. A man's house is his castle. Từ vựng tiếp theo mà chúng ta sẽ học đó là chung cư. Về chung cư trong tiếng Anh là condominium. Condominium. Các bạn đã thấy mình nào? O con de
Condor, cho âm từ con các bạn nha, chúng ta đánh cao lên một chút. Condor, medium, medium, medium. Chúng ta đọc nhanh nhau. Condominium, lần nữa nhá. Condominium. Bây giờ chúng ta sẽ nhận được câu đó là chung cư của tôi được gọi là ngôi nhà mơ ước của người Việt. Thì chúng ta sẽ nói với anh đó là my condominium is called the Vietnamese dream home. Bạn đọc nghe cho mình nhá. My condominium is called the Vietnamese dream home. Được rồi nào. My condominium is called the Vietnamese dream home. Các bạn đọc nào. My condominium is called the Vietnamese dream home. Tiếp theo là nhà tranh. Và nhà tranh thì anh là gì các bạn? Đó là cottage. Cottage. Các bạn thấy mình nào. Cottage. Cottage. Bạn để yêu của em dự. Cottage. Bây giờ chúng ta muốn nói là có một ngôi nhà tranh ở trên đỉnh đồi. Thì trong tiếng Anh là there is a cottage on the hilltop. There is a cottage on the hilltop. Các bạn đọc theo mình nào. There is a cottage on the hilltop. Chúng ta đọc nhanh nhá. There is a cottage on the hilltop. Thứ tiếp theo đó là ngôi nhà không chung vách với người khác. Thì chúng ta anh là detached house. Detached house. Các bạn thêm mình nào. Detached house. Thêm mình lần nữa nhá. Detached house. Bây giờ ta muốn nói là tôi không đủ khả năng để sống ở một ngôi nhà biệt lập. Chúng ta anh là I can't afford to live in a detached house. Các bạn thân mình nào. I can't afford to live in a detached house. Đọc nhanh nào. I can't afford to live in a detached house. Từ vựng tiếp theo đó là ký túc xá. Và ký túc xá thân anh là gì bạn? Đó là dormitory. Dormitory. Các bạn thân mình nào. Dormitory. Và trang âm từ do các bạn nhé. Thì ta cao lên một chút. Dormitory. Lần nữa nào. Dormitory. Bây giờ ta muốn nói là anh ấy đang đọc sách giáo khoa toán ở trong ký túc xá. Thì ta sẽ nói là he is reading a math textbook in the dormitory. Các bạn thêm mình nào. He is reading a math textbook in the dormitory. Ta đọc nhanh nhá. He is reading a math textbook in the dormitory. Tiếp theo đó là khách sạn. Khách sạn tiếng Anh là gì bạn? Đó là hotel. Hotel. Các bạn thấy mình nào. Hotel. Hotel. Bây giờ ta muốn nói là tôi bắt xe taxi từ nhà ga đến khách sạn. Thì ta sẽ nói là I took a taxi from the station to the hotel. Các bạn đã thêm mình nhé. I took a taxi from the station. A station. Ta chú môi nhé. Station to the hotel. Chúng ta đọc nhanh nào. I took a taxi from the station to the hotel. Tiếp theo đó là nhà. Và nhà của anh là gì bạn? Rất đơn giản, đó là house. House. Các bạn thêm mình nào. Ow. House. House. Bây giờ ta muốn nói là nhà của tôi rất là to và đẹp. Thì ta sẽ nói là my house is very big and nice. My house is very big and nice. Các bạn đọc theo mình nào. My house. Oh, house. My house is very big and nice. Từ vựng tiếp theo là nhà nổi. Và nhà nổi trong tiếng Anh là gì? Đó là houseboat. Houseboat. Các bạn đọc theo mình nào.
ao, house, boat, house boat. Trong âm từ house các bạn nha, thì ta nên cao lên. House boat lớn hơn nào? House boat. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt câu, đó là tôi gặp cô ấy ở trên một cái nhà nổi ở làng. Chúng ta sẽ nói là I met her on a houseboat at the village. I met her on a houseboat at the village. Các bạn đã thấy mình nào? I met her on a houseboat. On a houseboat at the village. Mà để yên cuối này. Village, village. Chúng ta đọc nhanh nào. I met her on a houseboat at the village. Tiếp theo đó là túp lều. Với túp lều chúng ta anh là gì bạn? Đó là hut. Hut. Các bạn thấy mình nào? A hut. Bây giờ chúng ta muốn nói là túp lều nằm ở giữa rừng thì chúng ta anh là gì bạn? Đó là the hut is in the midst of the forest. The hut is in the midst of the forest. Các bạn thấy mình nào? The hut, a hut is in. The hut is in the midst. Cái đấy cuối ST này. The midst of the forest. Forest. Or forest. Cuối ST forest. Chúng ta đọc nhanh nào. The hut is in the midst of the forest. Forest cũng được bạn nhá. Tiếp theo là dinh thự. Vậy thì dinh thự thì anh là gì các bạn? Mansion. Mansion. Các bạn thấy mình nào? A mansion. Ta chung môi nhá. Mansion. Mansion. Bây giờ ta muốn nói là ngôi biệt thự cũ đã được xây dựng vào năm 1850 thì chúng ta sẽ nói là the old mansion was built in 1850. Các bạn đọc của mình nhá. The old mansion was built. Bây giờ của em tên này. Built in 1850. Các bạn thấy mình nào? The old mansion was built in 1850. Tiếp theo đó là cung điện. Và cung điện thì anh là gì bạn? Là palace. Palace. Các bạn thấy mình nào? A palace. Ấp cuối âm S bật bật ra nhé. Palace. Lần nữa nào? Palace. Bây giờ ta muốn nói là cung điện đã bị đóng cửa để sửa chữa thì trong tiếng Anh là the palace is closed for restoration. Các bạn đọc của mình nào? The, đọc của mình nhá. The palace is closed. Bây giờ cuối âm sát đây này. Closed for restoration. Từ vựng tiếp theo là tòa nhà chọc trời thì trong tiếng Anh sẽ là gì bạn? Đó là skyscraper. Skyscraper. Bạn đọc theo mình nào? I sky sky a square scraper scraper. Lần nữa nào? Skyscraper. Bây giờ ta muốn nói là những tòa nhà chọc trời mọc cao trên bầu trời thì ta sẽ nói là the skyscraper rears high into the sky. Các bạn cùng mình nhá. The skyscraper rears high into. Trong âm thì in thì nó cao lên. Into the sky. Chúng ta đọc nhanh nào. The skyscraper rears high into the sky. Tiếp theo là lều. Vậy thì lều chúng ta anh là gì bạn? Là tent. Các bạn đọc của mình nào? E tent. Đúng rồi, đọc mình lần nữa nào? Tent. Bây giờ ta muốn nói là trời quá là gió đi và cái lều gần như bị thổi bay rồi thì trong tiếng Anh là it was so windy the tent nearly blew away. Các bạn đọc của mình nào? It was so windy
windy. It was so windy. The tent nearly ear nearly. Trong âm từ near bạn nhá, thì cần cao lên một chút. Nearly blew away. Blew away. Từ đó nào? It was so windy. The tent nearly blew away. Từ vựng tiếp theo đó là nhà liền kề. Cái nhà liền kề của anh là gì? Đó là terraced house. Terraced house. Các bạn đọc chậm mình nào? Terraced. Để giống cuối bạn nhá, ST này. Terraced house. Terraced house. Bây giờ ta muốn nói là nó có một ngôi nhà liền kề được xây dựng vào năm 1995. Thì ta sẽ nói là it's a terraced house built in 1995. Các bạn thêm mình nào? It's a terraced house built in 1995. Mà đến cuối 5, ông V này, 5. Chúng ta đọc nhanh nào. It's a terraced house built in 1995. Từ vựng tiếp theo là nhà trên cây. Mà trong tiếng Anh là gì? Tree house. Tree house. Các bạn đọc cùng mình nào. E. Tree house. Tree house. Bây giờ ta muốn nói là tôi đã dành hàng giờ ở trong ngôi nhà trên cây của chúng tôi khi tôi còn là một đứa trẻ. Thì ta sẽ nói là I spent hours in our tree house when I was a kid. Mình ra thêm mình nhá. I spent hours. Trong âm từ out thì ngân cao lên. Hours. I spent hours in our tree. In our tree house. When I was a kid. Chúng ta làm nhanh nào. I spent hours In our tree house. I spent hours in our tree house when I was a kid. Thứ vựng tiếp theo là nhà ngầm dưới đất. Thì theo bạn cho anh là gì? Underground house. Các bạn thêm mình nào. Underground. Trong âm từ an các bạn nhá, thì thần cao lên. Underground house. Bây giờ ta muốn nói là có một ngôi nhà dưới lòng đất ở đây này. Thì trong tiếng Anh là wow, there is an underground house here. Các bạn cùng mình nào. There is an underground house here. Chúng ta làm nhanh nào. There is an underground house here. Tiếp theo đó là biệt thự. Vậy thì biệt thự ở tiếng Anh là gì bạn? Đó là villa. Villa, các bạn đọc theo mình nào. I villa. Villa. Và trang âm từ V thì ta nhìn cao lên. Villa. Lần nữa nào. Villa. Bây giờ ta muốn nói là tôi muốn sống ở một ngôi biệt thự. Thì ta sẽ nói là I want to live in a villa. Các bạn thêm mình nào. I want to live in a villa. Chúng ta làm nhanh nào. I want to live in a villa. Tiếp theo là nhà kính. Về nhà kính trong tiếng Anh là gì? Đó là greenhouse. Greenhouse. Các bạn thêm mình nào. E. Green house. Trong âm từ green các bạn nhá, thì ta nên cao lên. Green house. Nói thêm mình nào. Green house. Bây giờ ta muốn nói là đằng sau ngôi nhà xanh đó là một ngôi nhà kính. Thì ta sẽ nói là behind the green house is a green house. Các bạn thêm mình nào. Behind the green house is a greenhouse. Lần nữa nào. Behind the greenhouse is a greenhouse. Các bạn sống ở đâu vậy? Và bạn muốn sống ở trong ngôi nhà như thế nào?
một ngôi biệt thự hay là một túp lều tranh hay trái tim vàng thì bạn hãy comment xuống video này nhé. Và trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay thì bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể cùng mình học tập và luyện tập mỗi ngày. Và bây giờ, xin chào tạm biệt.